Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm sum product. Đấy, hàm sum product từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới bắt đầu và những cái hàm thời gian. Đấy, những cái hàm thời gian mà chúng ta hay sử dụng trong thực tế nhiều, và hàm index và hàm max. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm sum product. Thì cú pháp của hàm sum product ấy thì mình để ở phía bên phải cho các bạn xem. Thì cái cách sử dụng hàm sum product có rất nhiều cách. Đấy, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn cách dễ nhất, đơn giản nhất thông qua cái ví dụ như sau. Đầu tiên mình sẽ cần tính cái tổng tiền. Đấy, mình có cái bảng dữ liệu bên tay trái này, bây giờ mình cần tính tổng tiền của nó. Thì như chúng ta biết là chúng ta muốn tính tổng tiền thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy số lượng nhân đơn giá, đúng không ạ? Thì sau đó là chúng ta cộng lại. Đấy, thì nó sẽ ra số tổng như thế này, đúng không ạ? Nhưng bây giờ mình không phải qua cái bước trung gian như này nữa mà mình tính tổng tiền luôn, thì mình sẽ dùng cái hàm sum product. Đấy, chúng ta gõ hàm sum product ra. Mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vào cái cột số lượng, chúng ta quét chọn nó này, sau chúng ta chuyển con trỏ xuống phía dưới và chúng ta quét chọn cột đơn giá. Đấy, và ok, thì lập tức là chúng ta có được con số tổng ngay. Đấy, như chúng ta thấy thì cái hàm sum product này nó sẽ lấy cái OD4 và nhân với E4, và tương tự như vậy. Đấy, D5 nhân E5, và cứ như vậy nó nhân từ trên xuống dưới, nhân hết ở trong cái vùng đó, và sau đó nó sẽ cộng tất cả các kết quả lại thì nó sẽ được cái con số như thế này. Đấy là trường hợp đầu tiên, là trường hợp rất là cơ bản. Trường hợp tiếp theo, chúng ta sẽ dùng hàm sum product để chúng ta tổng hợp theo một cái điều kiện nào đó, một cái yếu tố nào đó. Ví dụ bây giờ mình cần tổng hợp cái số lượng theo cái mã là GH01 này, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái hàm sum product ra. Đó, thì cú pháp giống như ở bên tay phải mình có để cho các bạn xem. Đầu tiên là mình sẽ quét vùng cần tính tổng. Vùng tính tổng của chúng ta là vùng số lượng, thì chúng ta sẽ quét cột số lượng này. Đó, sau đó chúng ta viết dấu nhân và mở ngoặc ra. Đây chính là cái vùng điều kiện, thì mình xác định điều kiện của chúng ta chính là cái mã GH01, thì chúng ta sẽ quét cái vùng chứa nó là cái cột sản phẩm đó bằng với cái mã GH01 này, và chúng ta đóng ngoặc lại, enter. Đó, số lượng tổng là 1200, chúng ta kiểm tra xem có đúng không, thì chúng ta sẽ lọc cái mã GH01 ra và chúng ta cộng lại. Như các bạn xem ở phía dưới này, tổng là 1200, vậy là kết quả của chúng ta làm là chính xác rồi. Tiếp theo là chúng ta tính thành tiền thì cũng tương tự như vậy. Đấy, chúng ta lấy sum product này. Đó, chúng ta quét vùng tính tổng trước là cột thành tiền, đúng không ạ? Mà thành tiền giả sử như đây nó không có cột thành tiền đi thì mình làm như nào? Thành tiền thì chính là cái số lượng này nhân với đơn giá này. Sau đó chúng ta nhân với mở ngoặc ra, chính là cái vùng điều kiện của chúng ta, vùng chứa điều kiện là cái cột này, và bằng với cái mã này, đóng ngoặc nó lại, enter. Đây là thành tiền của mã GH01 các bạn nhé. Chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta kiểm tra xem nó có đúng hay không. Thành tiền đây ạ, đây các bạn nhé, 31.740. Vậy là chính xác rồi, tương tự như thế. Bây giờ tiếp tục, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm sum product nâng cao. Đó, vừa rồi là chúng ta chỉ có tổng hợp dựa vào một điều kiện thôi, bây giờ chúng ta tổng hợp có hai điều kiện, mà là bây giờ chúng ta muốn là chúng ta cộng những cái số lượng của cái mã GH01 này và cái số lượng của GH003 này. Đấy, thì chúng ta làm như thế nào? Đây, chúng ta xem nhé. Chúng ta lấy hàm sum product ra trước. Rồi chúng ta cũng sẽ quét chọn cái vùng mà cần tính tổng là cái cột số lượng, đúng không ạ?
chúng ta quét nó và chúng ta nhân, mở ngoặc. Rồi, chúng ta mở ngoặc một lần nữa ra. Và chúng ta sẽ quét cái vùng điều kiện là cái cột này và bằng với cái mã này và chúng ta đóng ngoặc. Tiếp theo chúng ta cộng với vẫn cái vùng điều kiện đó, vùng chứa điều kiện đó bằng với cái mã này và chúng ta đóng ngoặc lại. Đấy, và chúng ta đóng ngoặc lại một lần nữa và một lần nữa. Nó giống như kiểu phép cộng ấy các bạn. Đấy, và cộng hai cái lại với nhau. Chúng ta enter này. Đó, ra là 2130. Chúng ta kiểm tra xem đúng không. Số lượng của GH01 và GH03. Chúng ta kiểm tra xem đúng không. 2130, vậy là chính xác rồi các bạn nhé. Rất đơn giản đúng không ạ? Nếu mà các bạn làm theo cách như thế này rất đơn giản. Đương nhiên là có rất nhiều cách để làm sử dụng hàm sum product, nhưng mà mình nghĩ cái cách của mình hướng dẫn các bạn đây là cách đơn giản nhất. Rồi, tiếp theo thành tiền cũng tương tự như vậy. Sum product thành tiền đúng không ạ? Số lượng nhân đơn giá đúng không ạ? Nhân với đơn giá. Nếu nó có cột thành tiền này chúng ta quét cột thành tiền luôn, còn không có thì chúng ta quét như vậy cũng được các bạn nhé. Chúng ta cũng mở ngoặc ra vùng chứa điều kiện thứ nhất bằng điều kiện thứ nhất rồi nhân với cộng chứ không phải nhân, cộng với cái vùng chứa điều kiện thứ hai bằng với điều kiện thứ hai và chúng ta đóng ngoặc nó. Chúng nào chúng ta đóng ngoặc khi nào đến cái ngoặc đen là đủ dấu ngoặc các bạn nhé. Enter 49.380. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem có đúng không ạ. Vậy là chính xác rồi. Đó, rất là đơn giản đúng không các bạn? Rất đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục sử dụng hàm sum product với cái trường hợp nâng cao hơn nữa. Đấy, bây giờ nó có rất nhiều điều kiện. Bây giờ là tính số lượng của cái mã GH002 này và GH003 này của cái ngày là mùng 2 tháng 8 này, nhưng với số lượng nó phải lớn hơn 200 thì mới tính. Đó, thì chúng ta làm như sau. Nó hơi phức tạp một chút xíu nhưng mà nó cũng dễ nếu mà chúng ta cứ lắm cái quy tắc như thế này thì làm nó dễ thôi các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ quét cái vùng tính tổng của chúng ta là số lượng đúng không ạ? Chúng ta chọn số lượng này với nhân này. Rồi, cũng tương tự như vừa rồi là mở ngoặc ra vùng chứa điều kiện thứ nhất này bằng với cái điều kiện thứ nhất, đóng ngoặc này, rồi cộng với mở ngoặc vùng chứa điều kiện thứ hai bằng với cái điều kiện thứ hai, đóng ngoặc. Rồi, sau đó chúng ta lại đóng ngoặc vào và chúng ta nhân này, mở ngoặc vùng điều kiện thứ ba là ngày, nó phải là ngày 2 tháng 8. Vùng điều kiện thứ ba của chúng ta đây bằng với cái ngày này, đóng ngoặc lại và nhân với cái điều kiện thứ tư là số lượng phải lớn hơn 200 đúng không ạ? Chúng ta lại tiếp tục lớn hơn 200, đóng ngoặc, enter. Đây các bạn nhé. Đó, tất cả các cái điều kiện đấy, đây là chúng ta gộp nó lại như thế này, công thức nó như vậy. Đấy, còn thành tiền thì xong các bạn sẽ thử làm xem. Nhưng bây giờ mình kiểm tra xem có đúng không các bạn nhé. Số lượng của GH002 và GH003. Đấy. Và ngày là mùng 2 tháng 8. Đúng ạ, mùng 2 tháng 8 này. Và lớn hơn 200. Đây có hai cái này, con số này cộng lại với nhau là bằng 630. Đúng ạ, ngày 2 tháng 8 đây 170 là nó nhỏ hơn 200. Thì chỉ có hai con số này cộng lại là bằng 630. Kết quả của chúng ta là 630, vậy là chính xác rồi. Đó, còn thành tiền thì tự các bạn thử làm xem nhé. Mình sẽ để cái file này ở phía dưới cái video này, các bạn có thể tải về các bạn làm theo xem được không nhé các bạn nhé. Rồi, tiếp theo sang hàm thời gian. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái hàm thời gian như sau. Những cái hàm mà chúng ta hay sử dụng. Đấy. Bây giờ mình có một cái cột thời gian có sẵn như thế này. Bây giờ mình muốn tính
lấy ngày ra. Muốn lấy ngày thì chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ dùng hàm đây. Đấy, để chúng ta chọn vào đây này, enter. Đấy, và chúng ta có thể tách được ngày ra. Rất đơn giản, đúng không ạ? Đó. Rồi nếu chúng ta muốn tìm thứ thì sao? Tìm thứ thì nếu trường hợp tìm thứ bằng tiếng Anh ấy, thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm tách như thế này các bạn nhé. Hàm tách. Đấy. Nếu mà tiếng Anh thì chúng ta chỉ chọn vào đây này. Tách thì nếu mà chúng ta muốn tìm thứ thì chúng ta để ba chữ D ở đây. Đó. Nếu mà trường hợp tìm thứ tiếng Anh thì nó rất đơn giản. Như bây giờ nếu chúng ta muốn tìm thứ tiếng Việt thì chúng ta làm như thế nào? Đấy. Chúng ta làm như sau này. Thứ này. Thứ. Rồi. Nối với cái hàm weekday các bạn nhé. Hàm weekday. Đó. Mình chọn vào cái ngày này. Chỗ này mình để số 1. Số 1 có nghĩa là quy ước là cái ngày đầu tiên của tuần là ngày chủ nhật đấy. Thì là ngày chủ nhật là số 1 các bạn nhé. Đó. Thì chúng ta đã có được thứ tiếng Việt. Nhưng mà nó cái chỗ này nó lại là thứ 1 thì nó không đúng, đúng không ạ? Thứ 1 chỗ này phải là chủ nhật. Thì chúng ta sẽ kết hợp với cái hàm if. Là chúng ta để cái hàm if ở phía trước này này. Và chúng ta sẽ viết là nếu mà cái weekday đúng không ạ? Tức là weekday mà nó bằng 1 ấy. Weekday này này. Đấy, lấy 1 này. Mà nó bằng 1 ấy. Bằng 1 thì chúng ta sẽ để là chủ nhật. Chủ nhật. Đấy. Còn ngược lại thì là để như công thức vừa rồi. Đó. Chúng ta kéo xuống. Đó, như vậy nhá. Đấy, các bạn có thể làm như vậy. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng cách khác nữa. Cách khác. Chúng ta có thể dùng cái hàm chu nhá. Chúng ta dùng hàm chu để kết hợp. Chỗ này mình sẽ lấy cái hàm weekday. Weekday của cái ngày này vẫn là số 1 ở đây. Chỗ này mình sẽ viết là chủ nhật. Chủ nhật này. Đấy, có rất nhiều cách nhé các bạn nhé. Thứ hai. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Ok. Đó. Đó là một cách khác nữa. Thì tùy chúng ta thích làm cách nào cũng được. Có rất nhiều cách làm các bạn nhé. Rồi nếu trường hợp mà chúng ta muốn tách tháng ra thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm mân các bạn nhé. Chúng ta dùng hàm mân này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta muốn tách tháng ra thì chúng ta sẽ dùng cái hàm mân. Hàm mân các bạn nhé. Đó. Rồi. Nếu mà chúng ta muốn có cái chữ tháng ở phía trước ấy, thì chúng ta sẽ làm như vừa rồi. Đấy, chúng ta sẽ viết chữ tháng này. Tháng này. Nối với mân này. Yes. Đó. Chúng ta kéo xuống. Đó thì nó sẽ rõ ràng hơn đúng không ạ? Đó. Nếu mà chúng ta muốn tách năm ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái hàm year này. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đó. Rồi. Thế thì bây giờ mình muốn tìm cái ngày cuối tháng. Đấy. Tìm cái ngày cuối tháng của cái tháng đó thì chúng ta dùng cái hàm gì? Hàm E of month các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ viết như sau. E of month đây. Đó. Và chúng ta chọn vào cái ngày đó. Và nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn tìm cái ngày của cái tháng hiện tại của cái ngày đó thì chúng ta để chỗ này là số 0. Còn nếu mà chúng ta muốn tìm cái ngày cuối tháng của cái tháng sau thì chúng ta để số 1.
Và nếu mà chúng ta tìm một cái ngày cuối tháng của 2 tháng sau nữa thì chúng ta sẽ để là số 2. Đó, chỗ này chúng ta để số 0 là chúng ta muốn tìm cái ngày cuối tháng của cái tháng hiện tại đó luôn. Tháng hiện tại của cái ngày ở ngày B6 này các bạn nhé. Đó, chúng ta chọn OK. Đó, nó là 31 tháng 10 đúng không ạ? Nếu trường hợp mà các bạn hiện máy tính của các bạn nó hiện số ở đây thì các bạn chọn vào trên này này. Đấy, các bạn hãy chọn là kiểu ngày. Đấy, kiểu ngày tháng thì nó sẽ hiện ra ngày tháng, còn bình thường nó sẽ hiện số các bạn nhé. Các bạn chú ý cái việc này, nếu trường hợp nó ra số thì các bạn chọn đến đây này, chọn ngày tháng, mình chọn sốt đây này. Kéo xuống. Rồi, nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn tìm cái ngày đầu tiên của cái tháng sau đúng không? Thì chúng ta sẽ là lấy cái ngày end of month nó cộng với 1 đúng không ạ? Đấy. Ngày cuối tháng trước đúng không ạ? Ngày cuối tháng trước sau đó chúng ta cộng với 1 thì nó sẽ ra là cái ngày đầu tiên của tháng sau đúng không ạ? Rồi nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn tìm cái ngày đầu tiên của cái tháng sau thì chúng ta sẽ dùng cái hàm là end of month cộng với 1 đúng không ạ? Chúng ta lấy cái ngày này số 0 này cộng với 1 phía sau các bạn nhé. Enter. Đó, nó sẽ ra cái ngày tiếp theo, ngày đầu tiên của cái tháng tiếp theo đó. Rồi trường hợp nếu mà chúng ta muốn tìm cái ngày mà 5 năm sau thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm add đây các bạn nhé. Rồi, add đây thì chúng ta sẽ chọn cái ngày bắt đầu là cái ngày hiện tại. Ngày bắt đầu từ cái ngày này. Và ở phía sau này chúng ta cần phải điền là số tháng. Thì 5 năm sau có nghĩa là 5 nhân với 12 đúng không ạ? 12 tháng. Chúng ta chọn OK. Nếu trường hợp nó không ra ngày thì các bạn nhớ là vào đây các bạn chọn là sốt đây hoặc là một ngày nào đó. Mặc định nó sẽ là những con số đấy các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm workday until. Bây giờ mình muốn tìm cái ngày mà sau tính từ cái ngày đó cộng với 15 ngày sau nó là ngày bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm workday until này. Đầu tiên ngày bắt đầu là cái tính từ cái ngày này. Và chúng ta muốn cộng thêm 15 ngày sau đó. Rồi tiếp theo là chúng ta phải khai báo là cái ngày nghỉ. Ngày nghỉ ở trong tuần là cái chúng ta nghỉ bao nhiêu ngày. Đấy, và ở đây có là nếu mà nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì là số 1, nếu mà chủ nhật thứ hai thì là số 2. Đấy, nhưng mà mình muốn là chỉ nghỉ là ngày chủ nhật thôi thì mình chọn là chọn vào cái số 11 này. Tiếp theo là mình khai báo là cái ngày nghỉ lễ. Đấy, ngày nghỉ lễ thì chúng ta quét chọn sẵn cái ngày nghỉ lễ bên này và chúng ta đóng ngoặc nó, thì 15 ngày sau đó là cái ngày này các bạn nhé. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Giờ tiếp tục xuống phía dưới này, chúng ta sẽ học các cái hàm liên quan đến tiếp theo là bây giờ chúng ta có cái ngày bắt đầu là những cái ngày này. Bây giờ chúng ta muốn tính đến, giả sử chúng ta tính đến hôm nay đi, hôm nay là cái ngày. Chúng ta dùng cái hàm today để chúng ta xác định cái ngày hiện tại. Đấy, chúng ta xác định cái ngày hiện tại. Rồi bây giờ chúng ta tính cái từ cái ngày bắt đầu và đến ngày kết thúc này là bao nhiêu ngày thì có rất là nhiều cách tính. Cách thứ nhất là chúng ta chỉ việc là lấy cái ngày này và trừ đi cái ngày này. Đó, và chúng ta định dạng nhé. Con số đúng không ạ? Đúng rồi, trường hợp này phải là con số là đúng rồi. Rồi chúng ta kéo xuống đây là số ngày. Đấy là cách thứ nhất đúng không ạ? Cách thứ hai thì mình có thể là dùng cái hàm dated if để mình tìm ra ngày cũng được. Đấy, chúng ta dùng cái hàm dated if.
và ngày bắt đầu là cái ngày này, phẩy ngày kết thúc là ngày này, phẩy số lượng ngày thì chúng ta để là chữ D ở đây, enter, nó kết quả nó cũng ra giống nhau đúng không ạ? Rồi tiếp theo là chúng ta muốn tính cái số ngày làm việc thì không bao gồm ngày nghỉ, không bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật. Đó thì chúng ta sẽ dùng cái hàm network day, mình có thể mình đã để ở phía trên mờ mờ cho các bạn. Chúng ta dùng hàm network day để chúng ta xác định đấy, ngày bắt đầu đấy, và cái ngày kết thúc đấy. Và trong trường hợp mà nếu mà có ngày lễ thì chúng ta sẽ khai báo ngày lễ. Như trong tình huống này thì mình bỏ qua ngày lễ, mình chỉ loại bỏ ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Đó thì mình sẽ bỏ trống nó và chúng ta enter. Đây là cái số ngày làm việc không bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật. Rồi tiếp theo là chúng ta dùng cái hàm datetimeif để chúng ta xác định là cái số năm và cái số tháng. Đấy, số tháng của người lao động chẳng hạn thì chúng ta sẽ dùng tiếp tục ngày bắt đầu này, ngày kết thúc này. Rồi bây giờ chúng ta xác định năm đúng không ạ, thì mình để là chữ y này, chúng ta nối với nháy kép này, chúng ta viết năm này, nháy kép này, nối này, đây tiếp ý, đây tiếp ít khác để chúng ta sẽ tính cái số tháng lẻ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc này. Số tháng lẻ chúng ta để im các bạn nhé, mình có để ký hiệu ở phía dưới đấy, tháng, enter. Đó là chúng ta có 3 năm 10 tháng. Khi mà các bạn tính ra cái số năm số tháng rồi ấy, thì chúng ta sẽ phải là copy và dán batch bezel value đi để loại bỏ công thức đi, chứ không nếu mà chúng ta mà gửi cái file này sang máy của người khác có thể là nó sẽ bị báo lỗi, bởi vì cái mỗi máy nó định dạng ngày tháng khác nhau các bạn nhé. Chúng ta sẽ copy nó này, copy đấy, sau chúng ta dán batch bezel value các bạn chọn nhé, để chúng ta loại bỏ công thức đi thì chúng ta chỉ để được kết quả thôi các bạn nhé. Rồi tiếp theo là sang bên này chúng ta sẽ tính cái số tuổi. Rồi để tính số tuổi thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, tính số tuổi thì chúng ta sẽ dùng cái hàm là hàm year này. Đấy, hàm year đúng không ạ? Year của today cũng được ạ. Year của today. Year của đấy, today trừ đi year của ngày sinh đúng không ạ? Đó. Và chúng ta kéo xuống. Year của today hoặc là year của now cũng được các bạn nhé. Rồi tiếp theo là tính số tháng. Tính số tháng thì chúng ta sẽ dùng cái hàm datetimeif nhé. Chúng ta datetimeif này. Tính số tháng này. Đấy, ngày bắt đầu này, ngày kết thúc là today. Là today các bạn nhé. Là today này, và số tháng là chúng ta để chữ M. Đó. Rồi, nếu chúng ta tính số ngày cũng tương tự như vậy. Ngày bắt đầu này. Đấy, ngày kết thúc là chu đây đúng không ạ? Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ sang cách sử dụng hàm index và hàm mat. Thì cái hàm index và hàm mat nó rất là hay, là chúng ta nó dùng để xử lý trong cái tình huống mà không cái hàm vlookup và hàm hlookup là không xử lý được. Đấy, thì cái hàm này là cái hàm nâng cao, thì mình có một cái ví dụ như này. Bây giờ mình cái màu chỗ này là mình để một cái vài cái màu xanh này, một tím này, đỏ này, vàng này, đen, trắng, tím, đỏ, trắng,
ASEAN và ví dụ như vậy. Giả sử như là mỗi cái mã khác nhau thì cái màu khác nhau thì nó vẫn cái mã đó nhưng cái màu khác nhau thì giá nó khác nhau, ví dụ như thế. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải dùng cái hàm index kết hợp với hàm mark để chúng ta giải quyết cái tình huống như thế này. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm mark như sau. Hàm mark đấy thì ví dụ bây giờ mình muốn tìm cái mã A003 này ở trong cái vùng này, nếu mình quét từ đây xuống ấy thì cái mã A003 này nó nằm ở vị trí số 4. Đấy, thì cái hàm mark ấy nó sẽ làm một trả về một con số và con số này nó thể hiện cái vị trí của cái giá trị dò tìm ở trong cái vùng tham chiếu đó. Đó. Ví dụ bây giờ mình sử dụng cái hàm mark như sau. Hàm mark. Đấy, chúng ta tìm cái mã 003 này ở trong cái vùng này. Đó. Và chúng ta cách dò vẫn là không, dò chính xác tuyệt đối. Đấy. Đó, thì nó trả về kết quả là số 4. Số 4 này có ý nghĩa là cái mã A003 này nó nằm ở vị trí số 4 ở trong cái vùng này các bạn nhé. Rồi cái hàm index. Hàm index là nó trả về cái giá trị nằm ở giao giữa cột và dòng. Hàm index trả về giá trị giao giữa cột và dòng. Đó. Ví dụ bây giờ mình muốn tìm cái mã A001 mà cái màu xanh A001 màu xanh thì giá nó sẽ là 10 đô la, đúng không ạ? Nếu giả sử như là cái mã là A006 và màu trắng, A006 màu trắng thì chúng ta xem là giá sẽ là 85. Đó, nhưng mà nếu mà cái màu khác thì giá khác, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ cái hàm index ý, nó sẽ lấy những cái giá trị ở trong cái vùng này, nó dựa vào cái mã hàng và cái màu sắc. Thì mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái hàm index ra. Rồi mình sẽ quét chọn nó này. Đấy, và mình cố định nó. Tiếp theo mình phải khai báo cho hàm index biết là mình cần lấy giá trị ở dòng số mấy. Giả sử bây giờ mình muốn tìm cái giá mã của A001 thì mã A001 nó ở dòng số 2, đúng không ạ? Rồi, và chúng ta phải khai báo là cột số mấy. Nếu giả sử chúng ta muốn lấy cái mã A001 nó màu xanh thì đương nhiên nó là cột số 2, thì chúng ta gõ số 2 ở đây. Thì kết quả nó sẽ ra là số 10, chính là cái giá trị nằm ở giao giữa cột và hàng. Tuy nhiên trong thực tế thì cái mã này nó thay đổi liên tục, đúng không ạ? Thay đổi liên tục thì chúng ta không thể ghi con số cố định vào đây được, thì chúng ta sẽ phải dùng một cái hàm mark để thay thế nó. Thì chúng ta sẽ lấy cái hàm mark ra. Đầu tiên là chúng ta chọn vào cái mã này và chúng ta quét. Đấy, quét chọn ở đây. Và chúng ta cố định nó. Cái dò nó không này. Rồi, chúng ta để con trò vào hàm index. Và chúng ta chuyển con trò xuống dưới. Ở vị trí này chúng ta cũng lấy cái hàm mark để chúng ta thay thế. Giá trị dò là màu sắc, đúng không ạ? Và chúng ta quét chọn cái dòng này. Cố định nó các bạn nhé. Cái dòng vẫn là không này. Ok. Và chúng ta kéo xuống. Rồi. Đó là cái cách sử dụng cái hàm index và hàm mark để giải quyết cái tình huống là lấy giá trị mà nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Đấy. Thì hy vọng cái clip này nó giúp cho những bạn mới biết sử dụng máy tính, mới biết sử dụng Excel có thể ứng dụng được nó. Và nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.